Mình chào các bạn trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Các bạn nhìn trên màn hình đây là cái cây nguyệt quế, các bạn thấy nó đẹp không? Tầm này nguyệt quế đang nở hoa rất là đẹp, và hoa nguyệt quế nó có một đặc điểm khá là thơm. Nó là một trong những dòng hoa đáng chơi trong vườn các bạn ạ. Nguyệt quế thì nó là một dạng thân cây cao khoảng độ 1 đến 3 mét. Đặc biệt là những cái cây nguyệt quế cao to thì nó rất là đẹp, rất là kỳ vĩ các bạn nhé. Đây là cái quả nguyệt quế này. Đấy, cái quả nguyệt quế như thế này. Thì nguyệt quế có thể nhân giống bằng cách dâm cành, chiết cành hoặc là gieo hạt. Đây, trong mỗi cái quả nó chín như thế này thì nó lại có một cái hạt này, các bạn nhìn này. Đấy. Đây, rất là nhiều quả này. Đấy, những cái cây mà nó vừa ra lộc này, vừa ra hoa, vừa ra nụ rồi lại vừa có cả quả thì là những cái cây nguyệt quế rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn đây cũng là một cây nguyệt quế này, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà chúng ta sẽ cắt tỉa cây nguyệt quế nhá. Nguyệt quế thì có thể tạo rất là nhiều dáng. Có thể tạo dáng bonsai, hoặc ở đây thì mình tạo một cái dáng hình cầu để trồng ở chỗ đồi tùng này. Đây mình cắt tỉa như này. Khi ngọn nó lên ngay là mình lại cắt tỉa. Đấy. Khi mà ngọn nó lên như thế này thì mình lại cắt tỉa như này. Đấy. Thì nó sẽ giữ được cái form nhé. Mình cắt tỉa xong tạo ra những cái form tròn như là cái cây mai vạn phúc ấy các bạn ạ. Nếu mà tạo ra những cái form tròn này trồng đồi hoặc là trồng ở bể cá koi thì cực kỳ đẹp nhé. Còn nếu mà tạo dáng bonsai ấy, thì các bạn sẽ chơi trên chậu thì nó sẽ đẹp và ý nghĩa hơn. Đấy, nguyệt quế là một trong những cây mà đáng chơi nhé. Tất nhiên là khi mà cắt tròn như thế này này thì nó sẽ ra hoa ít hơn cái việc là chúng ta để tự nhiên nhé. Đấy, tuy nhiên ấy, nó là giữ được form. Và sau khi mà nó nở hoa thì nó sẽ trắng một như một cái quả cầu, nhìn khá là đẹp nhé các bạn nhé. Hôm vừa rồi có bạn hỏi mình cái cách cắt tỉa cái hoa nguyệt quế, thì hôm nay mình nhân cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt tỉa luôn. Đấy, mình cứ cắt tỉa làm sao tạo ra những cái tán tròn và giữ cái form cho cây nhé. Hoa nguyệt quế thường thường nó trổ bông chính vụ vào đầu mùa xuân và tầm này. Đấy, tầm này là đầu mùa hạ này. Tuy nhiên ấy thì qua quá trình trồng và chơi thì mình thấy nó cũng ra quanh năm đấy. Tuy nhiên nó khi mà nó không phải chính vụ mà nó trái vụ ấy, thì hoa nó sẽ thưa hơn và ít hơn. Tầm này hoa rất là nhiều nhá. Đây, đầu video mình giới thiệu một hai cây, các bạn nhìn thấy hoa nó đẹp không? Quá đẹp luôn. Đấy. Các bạn cắt thành hình tròn hình cầu như thế này nhá để giữ form cho nó. Cắt cái dáng hình cầu này thì hay trồng ở khu đồi này, khu bể cá koi, hoặc là trồng ở những cái vị trí giải phân cách ở quốc lộ ấy. Họ hay cắt tròn như thế này. Đấy, thì nhìn nó mát mắt hơn. Nguyệt quế lá nhỏ này thì cắt tròn nhìn rất là đẹp nhé các bạn ạ. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Và cái đồi tùng của mình ấy thì mình làm đối diện hai bên, hai cây như hai quả cầu này hai bên luôn, để cho nó đối xứng nhau, nhìn cho nó đẹp. Đấy. Còn một số cái chậu trồng thì mình trồng những cái cây bonsai. Nguyệt quế này mà trồng ra đất thì nó phát triển nhanh lắm các bạn ạ. Nó là một trong những cây chịu hạn rất là tốt nhá. Không cần thiết phải bón phân quá nhiều. Cứ một tháng thì các bạn bón phân một lần thôi. Có thể vẫn bón phân hữu cơ hoặc là bón NPK cũng được. Rất là dễ chăm. Nó chịu hạn khá là tốt. Tuy nhiên ấy, nếu mà ngày nắng nóng thì các bạn cũng tưới cho nó một hai lần, tưới đẫm gốc nhé. Đấy, để nó tránh hiện tượng bị còi cọc khi mà nó thiếu nước. Thiếu nước là thường thường cái lá này nó xoăn lại này các bạn này. Nó xoăn lại, nó còi cọc, và nó nếu mà nó có ra hoa thì hoa nó rất là nhỏ và nó không được thơm. Đấy, cho nên là phải cung cấp đầy đủ nước tưới cho nó. Và dinh dưỡng thì do nó không nặng chân quá cho nên là nó không cần thiết chúng ta phải bón quá nhiều. Đấy. Tuy nhiên thì các bạn cứ cố gắng một tháng chúng ta bón một lần, hoặc các bạn có thể bón chuối chín cho nó cũng được, chôn vào gốc ấy. Những cái quả chuối đấy nó rất là nhiều kali, nó kích thích ra hoa khá là tốt, cho nên là chuối thường thường là hay bón cho những cái loại cây chơi hoa, ví dụ nguyệt quế, hoa hồng, hoa giấy thì bón chuối nó khá là hiệu quả luôn. Bởi vì là cái hàm lượng kali trong chuối nó cực kỳ nhiều, kích thích ra nụ ra hoa, kích thích quá trình đậu quả, làm cho quả ngọt hơn.
Đấy. Các bạn nhìn đéo. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm clip trên kênh Hoa Vườn Nhà. Mình giới thiệu về những cái cây hoa nguyệt quế trong vườn và cái cách mà chúng ta sẽ cắt tỉa chăm sóc cái cây hoa nguyệt quế. Nếu mà các bạn muốn mua những cái cây nguyệt quế này, các bạn ra cái cửa hàng hoa cây cảnh ấy, mua cái cây vừa vừa thôi, 30-40k một cây thôi, nhỏ nhỏ thôi, về các bạn trồng tầm độ vài tháng, 1-2 năm, các bạn thích tạo dáng gì tạo cho nó đỡ tốn chi phí mà nó lại khá là đẹp nha các bạn nhé. Đấy. Còn nếu mà bạn nào có điều kiện thì cứ chơi những cây thật là đẳng cấp, trồng trên chậu dạng bonsai rất là đẹp nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà, nhấn vào nút chuông và các bạn hãy để lại comment, để lại những câu hỏi mà các bạn cần giải đáp nhé. Mình sẽ giải đáp cho tất cả các bạn luôn. Các bạn hãy nhấn thích video nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.